Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn sử dụng tiếp phần mềm OneShot CNC là chức năng cắt tab. Ở đây mình sẽ chỉ các bạn ba tab chứa: tab file, view và display. Trong tab file có gì? Đầu tiên mở phần mềm lên, file nút của mình em lên. Ok, mở nút nguồn hôm máy. Rồi, coi các bạn coi trong đây nó có cái gì nè. Ở đây mình có một file CNC lúc trước đã có sẵn rồi, mình thu nhỏ nó lại, phóng to thu nhỏ nè. Rồi trong cái tab file này có gì? Tạo một cái file NC mới nè, để mở một cái file NC hoặc là một cái file cấu hình mình đã lưu của cái phần mềm khi mình đã save nó lại. Ở đây nó có cho save project, save góc nhìn, save report là báo cáo. Này save là nó cũng tương tự như save nhưng mà nó sẽ lưu tới một cái đường dẫn nào đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi. Ở đây là mình có một cái file CNC cũ trong máy nè, là thấy không, là mình đã mở lúc trước rồi, nó sẽ lưu lại. Bây giờ mình muốn tạo cái file mới luôn, new nè. Đó, bây giờ mà file NC mình là rỗng luôn nè, tương tự như chương trình RAM nè, nó rỗng luôn. Rồi cái này là open, có nghĩa là nó sẽ cho mình mở một cái, khi mình lưu cái gì ấy, nó sẽ cho mình mở một cái đó. Ví dụ như mình khi mình xem một cái project á, ở trong đây có thể là lưu một cái cài đặt phôi nè, NC code nè, thì bây giờ mình sẽ có lưu thôi thông tin giao đồ nữa. Thì bây giờ mình sẽ gắn một con dao vô, các bạn vô tool management, các bạn cầm dít giữ chuột trái nè, cái này mình sẽ chia bạn sau, kéo vô ngay vị trí số 1 này nè. Đó là ở đây nó sẽ có một vị trí dao số 1 nằm đây, các bạn ok đấy, là lúc đó trên máy chúng ta nó sẽ có một con dao nằm ngay vị trí số 1. Rồi rồi khi nghe đây á, thì các bạn có thể open, nó biểu mình muốn mở được á phải qua chế độ auto hoặc edit, chế độ edit nè. Các bạn open nó lên. Rồi ở đây mặc định là cái file lưu phần mềm mình là cái file PC. Các bạn muốn mở được file NC các bạn phải chọn on file. Rồi, ở đây mình có một file, cái file CNC chạy bốn cái trước, mình sẽ cho các bạn coi cái file này nó chạy cái gì. Ở ngoài desktop của mình sẽ dùng SQL để mình cho các bạn thấy đường dao của nó. Lắp bot cái này. Không, nó sẽ chạy một cái bốc két nhỏ nhỏ bên trong. Ok, tạm thời chấp nhận vậy đi. Mở cái file NC on file nè, nó ở chế độ on file là nó sẽ nhận tất cả file nè, list cho 1 2 3 4 nè, open ở đây nó hiện file NC của mình luôn nè, open. Đó, khi đó nó sẽ có cái file NC trong chương trình luôn nè, là ở đây nè. Các bạn cầm lên kéo xuống nè, các bạn sẽ thấy file NC của mình nè. Rồi. Ở đây á, mình sẽ nãy mấy con dao vị trí mình gắn như là vị trí số 1, bây giờ mình sẽ qua là cái lệnh MDI để mình gọi con dao của nó. T1 M6 LB insert. Nhấn nút ta cái nó tự động thay dao này. Bạn thấy không? Trong phần mềm này thì mình đã chỉ các bạn rồi. Cái này là mình phải quay xuống cọ phô đồ lấy tâm rồi, nhưng mà trước mắt thì mình sẽ sử dụng chức năng hỗ trợ phần mềm là nó sẽ di chuyển tới cái vị trí tâm giữa của phô và giá trình đỉnh này. Ok này. Đó. Giờ mình sẽ nhập cái tọa độ của nó qua cái bot này. On này, cái phần này mình sẽ chỉ sau. X trừ 400 200 lúc nào mình cũng nhập cái tọa độ của margin này vô những cái khác á, để mình đọc nhập số vô để mình đứng máy. Cái này mình cũng sẽ chỉ các bạn sau, nhưng tạm thời mình chỉ làm chức năng các tab này cho các bạn hiểu trước thôi. Offsetting word trừ 400 200. Cái này mình đã nhập trước rồi. Rồi ok. Ở đây á, nếu mà trong viên bản giao mình có thể nhập ở đây là trừ Z luôn. Boss này. Mình có thể nhập Z trừ 175 ở đây luôn, hoặc là mình qua cái chỗ bảng offset giao số 1 này, để mình nhập luôn. Là khi đó giao mình sẽ nhập chỉ ngay đây, mình ok đấy. Mình đã nhập rồi. Rồi bây giờ mình chỉ hôm máy thôi. Hôm Z trước. Hôm Y, hôm X. Rồi. Bây giờ là mình có một cái file NC đó.
Các bạn mình sẽ cho chạy thử nè các bạn, dần qua chế độ DC nè, memory bộ nhớ nè, rồi nhấn ta cái này, các bạn sẽ thấy nó cắt file phôi của mình luôn. Không, các bạn thấy không, nó cắt phôi này. Rồi tạm thời mình reset nó đó đi, mình cho đứng giao ngay đây luôn. Mình sẽ cho các bạn thấy nãy open nó các bạn lưu cái gì nó sẽ cho mở cái đó. Cái này là lưu góc nhìn này, self view. Cái này là lưu báo cáo, cái này là rule project của mình. Trong cái rule project này có gì? Là nó sẽ cho lưu cấu hình của các bản giấy giao của mình này. Ví dụ mình đang có giao số 1 nó sẽ cho lưu nè. Lưu phôi nè. Lưu file, project file, cái dạng này là cái dạng PC nãy lúc mình mở lên nó mặc định vậy, rồi select on cái nó sẽ lưu tất cả những cái này. Ok. Đặt tên là ABC gì đó. Ngay chỗ download. Để các bạn cứ đặt bình thường đi. Rồi mình sẽ qua cái mục download để các bạn thấy nó sẽ lưu những cái gì. Đây những cái nó đã lưu nè. Đó vậy đó. Khi các bạn lưu cái gì nó sẽ cho bạn mở cái đó. Còn sale là nó cũng như sale thôi. Nhưng mà nó sẽ là lưu tới một cái đường dẫn. Thay vì nó lưu này nó sẽ cho mình lưu cái đường dẫn. Rồi. Khi các bạn lưu các bạn có thể open lại. Nè thấy không? Nó có cái file PC nè, là file mặc định của mình, nó có đây luôn nè. SDPC là cái file cái cấu hình máy CNC của mình ấy. Khi mình lưu những cái bản giao đồ có sẵn đó mình không cần phải tạo thì mình có thể đem qua đây để mình mở nó lại. Nó cũng có một số tiện ích cho mình nhưng mà cái này có thể là cũng không cần thiết lắm, đây chỉ là phần mềm giả lập thôi. Rồi đó là chức năng của tab file. Rồi mình sẽ home máy. Rồi. Reset lại góc nhìn chuẩn đi. Rồi. Ở trong đây tab view nó tương tự những có những cái tab chức năng này bên ngoài nhưng mà nó không có hiện chúng ta. Ở đây tab view có gì? Là chuyển đổi giữa các góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất nè. Đó, bàn phím đây nè. Các bạn cứ lít chuột trái vô rồi. Không, nó sẽ hiện ra ba cái y như là cái phần cửa sổ này nè. Nó là cái này. Còn cái này các bạn click zoom in đó, là phóng nhỏ là cái phóng to lên đó. Zoom in, các bạn click vô nó tự động phóng to. Zoom out là thu nhỏ. Zoom out là thu nhỏ. Còn cái chữ zoom này á có nghĩa là nó có y như phóng to thu nhỏ bằng chuột trái của thằng này nè. Đó. Cầm chuột trái giữ kéo lên kéo xuống hoặc lăn chuột giữa. Rồi, pan view là di chuyển tương đương với thằng này nè. Cái bàn tay pan view lên xuống nè. Trong tab view của nó có cái float tay là xoay. Rồi ở đây là ba cái mặt phẳng nhìn chuẩn trong tab view nè. Mặt front là mặt trước nè, mặt right là mặt bên hông, mặt top là mặt trên. Dòm từ trên xuống right là mặt bên hông, còn full screen là dòm chế độ toàn màn hình. Các bạn ở chế độ này các bạn muốn nó có hiện lại những cái khác đó các bạn nhấn SC nó sẽ thoát ra. Rồi này là chế độ nhiều màn hình. Cái này là show toolbar test có nghĩa là sao? Ở đây mặc định những cái này nó không hiện test lên cho chúng ta. Khi nào chúng ta click vô nó sẽ hiện những cái thông báo cho mình. Ở đây các bạn muốn là các bạn click vô đây cái nó sẽ hiện chúng ta những cái này là cái gì nè. Nó hiện lên ở dưới chữ dưới luôn, chúng ta dễ làm nhưng mà cái màn hình chúng ta sẽ bị thu nhỏ lại, cũng hơi khó xài một chút. Rồi các bạn ở nó đi show toolbar test, rồi nó sẽ mất cái chữ này báo cáo của nó đi. Còn cái này là cài đặt ngôn ngữ nè. Ở cái tab display gì, cái tab display là tương đương với hiện ẩn máy đồ như bên kia thôi, cũng không có gì hết. Và cái này dòm khó quá để mình thu nhỏ lại. Rồi các bạn dần nè, tab display nè, cái này là hiện ẩn máy nè, còn phôi không này như lơ y là cái này thôi, không có gì hết. Hiện ẩn máy nè, các bạn click vô nè, display nè, show machine nè, hiện ẩn máy nè, phôi rồi nè.
Còn cái phần này là âm thanh của máy mình đã nói các bạn phần trước rồi. Cái này là show góc tọa độ SIS rồi nè. Cái màu đỏ này, ẩn nó nè. Rồi, cái này show wrap, cái này show hiện ẩn cái giò túi ngủ của mình. Đó, hiện ẩn cái giò túi ngủ. Show khuôn lên. Cái này là hiện phôi mờ hoặc khung dây nè, display nè, show bột pia nè, mờ hoặc khung dây thấy không các bạn thấy không? Còn cái này là show là mờ phôi nè, y như là hai cái này nè, mình đã chỉ các bạn được trước nè, nhưng mà ở đây nó trong phần display luôn nè, làm phôi đậm nè. Cái này là transparent là làm mờ nguyên cái máy luôn đó, ở đây cũng có luôn transparent. Cái này là show ATC, có nghĩa là show cái đầu thay dao. Cái này các bạn thấy số là nó, cái đầu mâm dao nó mất rồi, thấy không? Show ATC, cái mâm dao. Cái này là show vị trí dao nè. Show tool, vị trí dao nè, nó mất số nè, thấy không? Số dao nè. Cái này là hiện dao hoặc là ẩn dao, các bạn làm trên pattern cho nó mờ đi. Rồi. Ở đây nó có cái phần gọi là show tool ẩn dao nè, thấy không? Mở dao, cái này là transparent tool, có nghĩa là làm dao mờ đi nè, đó transparent tool làm dao mờ đi. Còn show tray là show đôi cái đường chạy dao của mình, ẩn đường chạy dao nè. Nãy cái phần bokeh đây là có cái đường chạy dao trong chương trình này, nó sẽ hiện ra luôn. Các bạn làm mờ phô các bạn sẽ thấy đó, đường chạy dao mình. Rồi đó là ba cái tab file view và display, mình sẽ giới thiệu phần này. Trong phần sau mình sẽ giới thiệu các bạn ba tab sau.